Xin chào các bạn, mình là Dung Lê và mình sẽ là người hướng dẫn các bạn trong khóa học về tiếng Anh chuyên ngành tại Go Global Class. Và ngày hôm nay là buổi học đầu tiên cho nên là mình muốn làm cái video này để nói chuyện với các bạn một chút, là chúng ta sẽ trao đổi một chút, là chúng ta sẽ bàn với nhau là cái cách học mà chúng ta sẽ học trong chương trình này là như thế nào. Thì như bạn thấy là khóa học về tiếng Anh chuyên ngành dành cho y dược thì sẽ kéo dài trong vòng 20 buổi và thời lượng của chúng ta sẽ là khoảng tầm 1 tiếng rưỡi một buổi học. Sau đấy thì cái trong vòng 20 buổi này chúng ta sẽ học mỗi một tuần 2 buổi, kéo dài trong vòng 2,5 tháng. Thì đấy là cái thời lượng mà chúng ta sẽ học cùng với nhau. Tiếp theo đó là cách học của chúng ta sẽ là như thế nào. Thì với mỗi một bạn thì khi mà các bạn vào học các khóa học thì chúng ta sẽ được cấp một cái mã kích hoạt. Và bạn sẽ dùng mã kích hoạt này để tạo một tài khoản riêng của bạn. Và sau đấy thì các bạn các lần sau thì các bạn chỉ cần là nhập email và mật khẩu vào thì các bạn sẽ vào được cái tài khoản của các bạn đó. Và bởi vì là các cái hệ thống bài học của mình thì mình đã xử lý và update trên hệ thống website rồi, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể linh hoạt được thời gian để chúng ta vào xem bài giảng. Tức là bất cứ khi nào bạn có thời gian thì bạn đều có thể tranh thủ vào học được, nó không cố định vào một cái khung giờ nào cả. Và cả lớp ta thì chỉ có quy ước là một tuần thì chúng ta sẽ học là 2 buổi. Thông thường thì sẽ vào thứ tư và chủ nhật. Vậy thì 2 buổi này các bạn sẽ tùy thời gian và sắp xếp để các bạn tự vào học. Miễn là sau khi học xong thì chúng ta sẽ cần phải làm các cái bài tập. Và bài tập này thì các bạn làm xong các bạn sẽ cần phải gửi bài qua email cho mình để mình xem là các bạn đã làm đúng hay là chưa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ luôn luôn có các bài tập bổ trợ, các cái game để các bạn ôn tập sau mỗi cái video. Và các bạn nghe đến đây thì các bạn sẽ cảm thấy là nếu như mà các bạn chỉ học qua video không thôi thì các bạn có thể tương tác với người dạy hay không, hay là có khi mà các bạn gặp câu hỏi nào thì các bạn sẽ phải làm như thế nào. Thì một cái điểm rất mạnh của cái hệ thống này đấy là giúp các bạn linh hoạt được thời gian. Thì mình sẽ thấy là các nhân viên y tế thông thường mình sẽ rất là bận rộn với công việc của mình, cho nên là cái thời gian học không cố định. Thì chúng mình muốn tận dụng cái sự linh hoạt này để giúp các bạn có nhiều thời gian học hơn. Và do đó thì nó cũng sẽ có một cái điểm đấy là các bạn sẽ không được tương tác trực tiếp với giáo viên, đúng không? Thế nhưng mà các bạn yên tâm là khi mà các bạn có bất cứ câu hỏi nào, các bạn đều có thể liên hệ trực tiếp với mình bằng cách là, một là các bạn khi làm bài tập nhé, thì các bạn sẽ viết luôn những cái câu hỏi vào trong email và mình sẽ vừa chấm bài vừa trả lời câu hỏi trong email luôn. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ luôn luôn có một cái group. Và cái group này thì sẽ giúp các bạn là nếu các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể post lên trên group và các thành viên khác trong nhóm có thể giúp bạn trả lời, hoặc là các bạn trợ giảng hoặc là mình sẽ vào trực tiếp trả lời câu hỏi liên quan tới bài học. Do đó thì các bạn sẽ thấy là các bạn luôn luôn có một cái kênh để liên hệ với người hướng dẫn, nên các bạn không phải lo là các bạn không có ai giúp đỡ đâu nhỏ. Rồi, và nói về nội dung học thì chúng ta sẽ có 20 buổi. Và nội dung của chúng ta thì sẽ học những cái gì? Thứ nhất là về phần kiến thức thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số nội dung liên quan tới các thứ từ căn bản nhất. Ví dụ như là các thuật ngữ y khoa này, các bạn sẽ được thực hành 10 buổi đầu tiên. Sẽ thực hành một cái phần gọi là phân tích và phân tích các cái thuật ngữ y khoa. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ học đến các cái hệ cơ quan trong cơ thể của mình, như là hệ tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, tiết niệu, hệ tạo máu, các thuốc tác động này, hoặc là dược lý, tiết niệu, sinh dục. Đó là về phần kiến thức. Và đối với mỗi hệ cơ quan này chúng ta sẽ học được rất nhiều cái từ vựng về cái hệ cơ quan này. Ví dụ như là anatomy là về giải phẫu này, hay là signs symptoms là các dấu hiệu và triệu chứng, disease là các tên của các bệnh này, các thuốc tác động lên cái hệ cơ quan đó. Ngoài ra thì luôn luôn có những cái phần ví dụ như là các cái bài đọc hoặc là các cái mẫu bệnh án để cho các bạn tìm hiểu và các bạn đọc trước các cái mẫu bệnh án đó. Rồi về phần thuốc thì chúng ta sẽ học về các cái đường tác dụng của thuốc, hay là để viết được một cái đơn thuốc cơ bản, hay là đọc được những cái đơn thuốc cơ bản. Ngoài ra thì sẽ luôn luôn có những cái kỹ năng đi kèm, và theo mình thì kỹ năng mới là cái mà giúp các bạn đi xa hơn lâu dài. Thì chúng ta sẽ có một số kỹ năng được nhắc tới trong khóa học, ví dụ như là kỹ năng tra cứu tài liệu tham khảo này, kỹ năng tra cứu thông tin thuốc, kỹ năng sử dụng từ điển, kỹ năng sử dụng các cái công nghệ thông tin để sử dụng trong quá trình học tập. Và còn một kỹ năng nữa đấy là kỹ năng về học tập lâu dài,
học tập suốt đời, kiểu tự học. Thì theo mình những cái kỹ năng này thì sẽ giúp các bạn về sau khi mà các bạn không còn học ở câu Global Class nữa, thì các bạn hoàn toàn có thể có đầy đủ kiến thức và về mặt năng lực để các bạn tự học và tự đào sâu vào cái chuyên ngành mà các bạn mong muốn. Thì đấy là cái phần nội dung và cách học của chúng ta. Và thông thường thì các bạn sẽ thấy là đối với mỗi bạn học viên thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái giáo trình, và giáo trình này đã được biên soạn, được chúng mình biên soạn và theo thứ tự từ buổi học đầu tiên cho tới buổi học thứ 20. Và giáo trình này sẽ giúp các bạn là các bạn sẽ ghi nhớ bài tốt hơn, và được thiết kế rất là đẹp, rất là khoa học. Và các bạn sẽ sử dụng giáo trình này kèm theo khóa học của chúng ta trong vòng 20 buổi. Và mình hy vọng là trong thời gian học tập tại Go Global Class thì các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm học thú vị, cũng như là các bạn sẽ đạt được nhiều kiến thức và kỹ năng giúp ích cho các bạn trong học tập lẫn trong công việc. Và một lần nữa thì mình xin cảm ơn các bạn đã đăng ký lựa chọn và đã tin tưởng ở chúng mình để lựa chọn Go Global Class giúp các bạn học tập tốt hơn. Và nếu có những cái câu hỏi gì thì chúng ta sẽ luôn luôn có kênh liên hệ với mình để chúng mình có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học. Bye bye.